quá chừng chừng á. Cái này có ngọt không? Nó ngọt chứ mà ăn không chưa? Có ông lại tôi mới ăn chứ có mình tôi ăn. Thế hả? Ăn hết cho rồi chứ giờ không hết là không ăn hết rồi. Không thầy, đây đó nè, thầy uống cái sữa phải không thầy, sữa nóng phải không thầy? Dạ, dạ. Uống cái rượu nóng cái này nghe. Hết rồi rồi thôi. Ủa uống uống ngâm ngâm làm lạc lạc ha. Ngày có anh có cái nắp của thầy rồi. Để dưới lát ở dưới thì biết rồi. Thầy muốn có lấy cái này. Ôi khỏi. Hả? Ôi khỏi đi. Ăn hết rồi đó. Anh biết anh ta cho ăn bữa nay nữa hết rồi đó. Để cho rồi. Để hoài đi. Sáng giờ thầy cho anh vậy à? Ăn rồi. Chờ ông lão được ăn. Tôi ăn canh chua nấu ăn với bún cho hết bún rồi bữa nay là coi như là dứt điểm cái tủ lạnh cái cũ rồi đó. Cái cũ hết luôn rồi hả? Rồi, chứ mấy tuần chứ? Rồi, mấy tuần rồi. Thầy, thầy từ lúc thầy đi giờ mà không đi thì về về mà biết có cái mới chứ còn dứt kia dứt điểm nào là thầy curry ăn đi. Nào là curry, nào là bún, nào là bánh canh. Thôi đừng cày nữa nhiều quá. Dứt mấy bữa nay là dứt điểm mới nấu nồi cơm chiều ăn miếng thôi còn có thu chưa thầy? Rồi ăn 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 dứt điểm luôn rồi đó. Nè. Trời lạnh rồi đã cứu đất hết lạnh rồi sáng cứu đất sáng làm á. Hết nè. Hết hết pin rồi hết pin mới vô chứ. Giờ đó là hãy mua cái dây cắt cỏ hết rồi đã còn một lần này nữa là là quấn lần này thì xài lâu. Giờ này còn cắt gì nữa thầy? Giờ này đâu có cắt nữa thầy, ít nhất là sang năm. Đất người ta cỏ nó chết mà đất tôi cỏ nó không chết. Ông nghĩ coi sao? Đất người ta cỏ nó chết mà người ta. Người đông này đi cắt cỏ. Thấy không? Nó lên phần 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 mấy không? Sao kỳ vậy tôi không hiểu nữa. Đất người ta gặp cái cỏ chết đất tôi. Chết hết rồi, đứa mai cắt cỏ mùa đông này kỳ lắm. Để nói vậy không, nó không chết thì không thấy sao. Không thấy không? Nó nghịch lý quá chừng gì nó. À, cái đất mình không chết cỏ mới chết đó. Chứ còn người ta trắng chết trắng trần mình không chết rồi, ông nghĩ sao? Thế nên mùa đông mà tại đi cày đất rồi, người ta cười chết. Bà sinh là ngồi đó ngầu lắm, bà sinh bà làm dữ lắm, bà hơi mùa đông mà bà đi không, chơi. Không phải, thứ nhất là vậy nè. Tại vì nó lạnh á, mấy con trùng nó đi xuống dưới, nó lặn sâu. Thì ra mình tranh thủ mình làm nó đỡ chết với trùng cũng tôi đỡ cái đỡ tội một chút. Thứ hai nữa đó, mình hắt nó lên đặng cho nó cái củ cỏ nó chết luôn. Chứ còn tới mùa hè cuốc trùng nó lên rồi hai nữa mấy cái hà mình cuốc không nổi nó bắt đầu nó nhú mầm nó lên. Thứ hai nữa là cái người mập đây là nó nóng. Ủa nó lạnh thì cuốc gì cho nó sử dụng. Thầy nói một ngày tôi không làm nhiều, một ngày làm đoạn thôi. Đừng có cái gì đừng có quá trớn. Dạ, đừng đúng có, rồi, đừng đó, có, nói trung đạo đấy. Đừng có quá làm biến á. Mấy hôm qua đây tôi làm sạch từ từ, giật hết mấy cái dây, mấy cái mướp xuống đốt rồi. Tại sao làm phân luôn? Để làm nó, phân luôn. Nó không mục đâu, mình đây vậy nó mục nổi. Nhưng mà đổ rác ra rồi nó cái còn mấy cái ớt của nó đổ hết rồi xong nó mục nổi. Ví dụ đốt rác sáng rồi con chó đó nó thấy nó đâu mình rồi, nó đâu rồi nó nằm động á nó thấy mình ra mà không cho nó ra là nó kêu à nó hư nó làm mất rồi lắm qua nó đi về nhà nó nữa nè. Không biết đường chạy về nhà chạy hai cửa, cửa trước nó xô vô không được, chạy ra cửa sau luôn xô vô cũng không được. Tại đâu có phá đâu. Nhưng mà nó đâu biết cách mà nó xô cửa vô. Không biết hai cửa luôn. Cũng tội trong cho bà cụ về giao cho bà rồi. Mà điều chắc không xong quá. Nó về bóng vô nữa. Cái này con sợ là thầy giữ nó luôn rồi. Trời ơi. Cái tình trạng này thầy giữ luôn á. Con chẳng biết nói làm sao nữa. Nghe cái tại mùi đó thấy chưa? Con biết chứ sao con biết nhưng nghe mà cái mùi đó. Nhưng mà trời cái thầy có cái duyên nợ gì với nó. Con nói thật. Thầy có cái duyên nợ gì với nó nên ủa, không chắc. Có gì quán không? Có. Cho bảy. Ngồi cho bác hai cái in nữa. Bữa nay cô bảy có làm gì? Dạ. Nghe là cô bảy có làm cái quán mà. Dạ. Hết rồi, ăn vậy thà vậy đi, cứ để cái dòm nước mắt và cám lại tôi mới ăn chứ mình tôi cứ đang ăn buồn. Đây, chờ ông Hồng tới được á. Ông không có tới đâu. Ông không tới ạ. Đúng không? Cái
Bây giờ bởi nó khổ vậy nè, rồi bây giờ sáng nào cũng phải đánh răng cho nó, chứ không đánh thôi. Để cho ăn cái kẹo gì mà thầy mua nó. Không phải, cái đó là đồ ngon. Cái đó đồ ngon, chứ phải kẹo. Cái đó là thức ăn xịn. Phải trộn nó vô kia nó mới ăn, ăn nó ăn nhiều lắm. Thế hả? Dạ. Tại vì nó đè trong giấy, tờ là nó bảo cái đó đè để mà khử mùi hôi đấy. Nó đè khử mùi hôi miệng đó. Sáng phải đánh răng, mà đánh răng bằng cà phê chứ đâu đánh răng bằng cái kem đánh răng ra bụng sao? Đánh răng bằng cái thác cà phê á. Để tắm bằng xác cà phê nữa, nhưng mà bây giờ mấy cô nó làm, để mấy cô gửi xà bông tắm nó cho mình. Dạ thầy nhà thầy chuyên môn đấy đi. Đền tình đứng lên cái. Đây này, có cái duyên khởi là thế không? Thì thầy nhà chứ thầy đâu muốn học cái nghề này làm gì? Thầy đâu biết bây giờ thì con chó này là làm sao đâu? Bây giờ cái móng nè, mấy Phật tử kia cắt móng lên nó nữa, tôi nói trời ơi. Rồi là hai lần trước chó khổ. Nó biết bùa vui, nó biết bùa, nó biết tương, nó biết giận, nhưng mà nó không phân biệt được. Nó không phân biệt được có nghĩa là bây giờ nó không biết là chủ nó làm sao. Cho nó nhiều như hả mà thả nó đâu này là nó mau nó chạy vô bên nhà nó. Nó xô hai cửa xô không được, xô không nổi tại nó nhỏ quá. Thì nó kêu trở về, thì nó khôn, nó chạy trở về. Được chỗ đó nghe khôn, nhiều cái khôn đặc biệt lắm. Ăn luôn cái này luôn đi. Cái là nó ngọt thấy mồ rồi. Lúc này cũng bớt ăn. Đã ăn uống sữa nó cũng nhạt ngọt nhạt. Nó nhạt nhạt hơn. Sữa đậu nành để đường mía đó, nó chua chua. Lúc này là ăn đường mía không à. Mình thấy nó cũng tội bởi làm kiếp chó thấy cũng khổ thiệt. Nó ngứa là nó rầy nó không dám lên chánh điện cũng tội, chứ không rầy nó đi lên hoài dơ, mà ngay dơ nay vô nghe mùi hơi hơi này ha. Đó là miếng đau tay thầy cứ nhìn thấy bên kia, tại sao thầy bảo cho tôi bên kia thì không nổi, thầy dù thầy muốn mửa thầy hả là gì vậy, tôi hỏi chứ biết bao nhiêu lâu rồi mà bà phải chịu được như vậy. Đấy là nó còn khôn đó, nó còn biết ra ngoài nó. Nhưng mà bây giờ mình ghét là tại sao mà người Mỹ họ mới thương con chó hay làm bạn thì cũng đúng. Giờ ví dụ có nó thì cũng dễ thương thiệt á. Ví dụ như có nó mình tối mình ngủ nghe nó gấu gấu mình cũng thấy cũng như có hơi hơi. Có hơi có đỡ có đẻ loi thầy. Dạ. Yeah. Bây giờ ai mà vô là nó sủa liền. Thì cái giống như mình giống như có người vậy đó, mình gọi là như có người đi. Nhưng mà cái mùi bây giờ đó là con thấy thầy tắm nó rồi mà nó không đỡ rồi mà không. Thầy cái kiếp súc sanh thì nó không hôi mùi này, nó cũng hôi mùi khác à. Đã nó là súc sanh rồi là cái nghiệp của nó là con súc sanh rồi, xương sống nó đi ngang rồi thì nó phải hôi. Ví dụ như nhưng mà cái con chó đó thì con chó đực á nó gần giống cái kiếp con người hơn con chó cái. Ví dụ như con chó đực cái nó không có biết, nó không có phân biệt cái dục của nó đó, nó không có phân biệt là mùa này mùa kia. Còn con chó cái thì nó cái dục của nó phải tới mùa, nó tới mùa nó mới sinh sản đó. Thành ra còn ví dụ như những cái con khác, con vật khác như là con chim gà ngỗng rồi thì nó không biết gì. Mình thấy nó cái kiếp súc sanh nó khổ vậy đó, cho nên nó xương sống nó đi ngang, thành ra giờ mình biết nói là sao, nó hôi cỡ gì nó cũng hôi hết trơn á. Nhưng cái này người cũng có người hôi lắm đó, thì có người cũng vậy, nhưng mà ý con người á thì còn biết kỳ cọ, hoặc là ví dụ nó lăn nách hay là hoặc là này kia nọ thì nó có biết, mình biết cái cách mình trị mình đã chỗ đó. Còn con vật cái đâu có biết, mà nó đâu biết nó hôi đâu. À, cái nhà hào giờ sao không lẽ là bắt mấy cái máy hít hơi không, hít mùi khử mùi để lấy cái thầy có mấy cái nhang trầm á, thầy cũng đốt lên
Ông nhớ là cái này mà đốt nhân trầm nhiều chừng nào thì cái mùi, mùi trầm thì nó tốt rồi đó, nhưng mà cái mùi hôi này nó hòa quyện vô chết nữa. Thế hả? Ông nhớ là mấy người hôi nách nó càng càng xịt dầu thơm thì nó càng hôi, mà hôi kỳ khôi, hôi hai cái mùi đó nó nhập vô là hôi má nhìn không ra luôn. Cái người mà ở dơ mà càng xịt dầu thơm nó càng hôi bạo luôn, thấy không? Chứ tụi Mỹ đã có mấy cái nó gọi là cái bơm á, cái xịt á trong không khí đó, nó bịt ở nhà thơm lắm thầy. Thầy muốn này để chốc mai quân muốn mua cho bài mấy 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 hộp này để xịt ngay cho nó đó, không khí thơm lắm. Tùy vào thầy mùi, mùi hoa lài hay mùi gì nhậu mùi lắm. Mùi hoa lài hâm thì cái hồi cái nó bung ra cái vậy đó, nó bung xịt ra cái nó bung ra hết. Biết ông chở tôi đi đi, giờ đi không, ông đi đâu không? Thầy muốn đi hả? Dạ. Yeah. Đi được, đi cũng được. Đi mua chứ ông mua tốn tiền ông. Rồi ông con thua gì đó. Mấy chục đồng á. Nói, con muốn có đồng cái chai à? Đồng cho con xịt cái là nó ra hết. Thôi, cái chai đó, đừng mua, trời ơi. Cả đóng với kìa, cả đóng. Tại sao đồng sạch đi? Thôi, tở cái chai đó nó quá chắc không à. Kia cái kia nó cũng là quá chắc. Nhưng mà cái giống như trên nó có đồ rồi bỏ cái đó đi vô, rồi thí dụ như mình canh nó 10 giây hay ở một 10 phút hay là nhiêu á, nó đè xuống một cái đó có cục pin thì cái mùi đó mà nó dễ chịu, nó đỡ quá chất mà nó dịu. Còn mấy cái một đồng trời ơi nó chịu không nổi đâu ơi, nó hôi cái mùi kỳ cục lắm, nó hôi không, tùy theo nhiều mùi lắm thầy, thầy biết là nhiều mùi chứ không phải một mùi đâu. Thì biết rồi, cả đóng với kẹp 3, 4, 5 thứ tại mùi sao giờ xịt không đi. Được xịt nó dị ứng. Thầy dị ứng á hả? Không phải, xịt lâu ngày á là cái lỗ mũi mình nó mất cái khứu giác thôi. Thế hả? Thế con không biết cái như thầy nói là con chưa bao giờ con biết. Tại vì hôm mà con xịt cái xịt dán xịt mũi cho thầy đó thì nhớ. Đó thì con xịt. Bữa đó ông mua mấy cái vậy? 4 cái. Vậy mà không hết. Còn đâu có biết đâu. Tối nay nó có một, hồi tối qua nó có một con nó bò ra gần chỗ con chó đó. Ờ đó là chịu. Cái đó còn chịu được. Mà một cục một cái thì bao nhiêu tiền? Một cái như vậy ok, một mình con mua 4 cái như vậy 8-9 đồng. Cái nó nổ hả, cái loại nó nổ con xịt cái gì thì như nó đấy, nó cái hộp cái như cái con để trong rác cái đèn đấy à, không có đâu, không đâu có câu đâu đấy hả, nó cái hộp như vậy rồi xịt cái nít ấn cái nút sướng đây là thầy chạy đi, thầy về để đóng cửa, con để trong phòng nào con để cái nhá, con để cái thì nó xịt ra cái thì con chạy, con để xong chạy, tại vì cái mùi nó độc lắm. Thầy hiểu không? Thì nói nhờ đằng này đi vậy mà con gái nó còn bò ra đó. Đó, con xịt cho thầy ấy thôi. Nó là ở dưới nó bò lên. Nó bò lên là con chịu thôi, tại vì con chỉ xịt cái phòng nó thôi. Nó ra cái mùi nó chết có thì nó chết thôi. Chứ còn thầy bảo xịt cái kia con chưa gặp bây giờ cái vụ mà xịt thơm như vậy, là tại sao mà thầy dạy thầy đâu vậy? Thôi mà cái đó cái nào nó cũng hóa chất hết trơn. Thì tất cả hóa chất hết thầy. Không có nào tự nhiên, có mới trầm mà tự nhiên thôi. Mà thầy lại chê trầm. Trầm mà đụng vô cái mùi thúi của nó này còn thúi bạn á. Không trầm thì để dành cái này nó mắc lắm. Mà không phải trầm thiệt đâu, cái đó là cây quỳnh đàn vậy đó. Chứ còn thiệt trầm thiệt làm sao có. Hiếm lắm. Cái đó cây quỳnh đàn rồi nó gì đó rồi. Nó pha vô chứ, mình, nó pha cái không, mùi cái cây đó, cái cây nó lâu năm trẻ ra rồi nó thơm à. Giống như cái đồ mà nó, cái mấy cái đồ mà thường mà đốt ở trong nhà nó cũng có mấy cái củi nó thơm thơm vậy đó. Mình tẻ ra nhuyễn nó cũng thơm vậy đó. Thế hả? Ừ. Con không biết. Con thấy ba cái nhang trầm á, người ta chứ đốt ra lên người ta để đó đi trong chùa nó thơm lắm. Cái nhang trầm nó đừng khoanh khoanh một đó này. Thôi mấy nhang đó nó hôi bạo nữa, nhang nó không phải trầm thiệt đâu. Thế hả? Cái trầm thiệt nó có ít lắm. Trầm làm gì có trầm thiệt thầy? Có nhưng mà rất hiếm. Có ít lắm, nó chỉ pha chút xíu thôi, còn đó là nó bây giờ nó mùi quá chất không có đốt nhang. Vâng, tất cả nào hóa chất không ạ? Bởi ông đốt, mỗi lần đốt nhang tôi phải ra ngoài bớt, tối tôi chỉ đốt có 2 cây hoặc 1 cây à. Một hay nếu bữa nào mà đốt bằng dông thì không đốt bằng tổ, mà đốt bằng tổ không đốt bằng dông, nhưng bằng Phật thôi, chứ không có đốt 3-4 cây. Thế hả? Dạ. Yeah. Con đi 5 cây, để 5 bàn này 5 cây. Thì ông là ông đốt đường, tôi một ngày là tôi có 2 cây à. Nếu đốt bằng hạt thì phải có rồi. Còn một là cầm bằng tổ, 2 cầm bằng dông, chứ không có cầm hết trơn
hai ba bàn đấy hả? Nó khói hết chết luôn. Ý là này là lựa rồi đó, nhân Nhật Bổn đó, mà cũng phải sợ quá chắc. Và đốt nhang bây giờ, ngày xưa nhớ hồi xưa họ thờ bà Tư rồi là chị của bà nội đó, bà hồi đó bà làm, bà hồi nhà có trồng cây gòn á, bông gòn, cây gòn bông gòn á, nhưng mà bà lấy cái lá đó, yeah, cái lá nó rụng á, yeah, rồi lượm gom lại rồi đi mướn người ta tán, mướn từ thuốc bắc á, nó sai rồi bà về bà giót cái cọng dừa đó mà xe vậy mà đốt, vậy mà nóng độc cái lá gòn mà. Vâng, lá gòn. Chứ còn mà bây giờ trời ơi, nhang bây giờ nhang độc lắm, nó ung thư á, nó thế hả? Nó báo động lâu rồi chứ không phải bây giờ đâu. Cái đấy mấy chùa bến quảng cáo nhang á, mấy chùa đâu chứ Mỹ đâu đốt nhiều, nhiều chùa đốt nha nhiều chùa Mỹ không đốt nha, đốt một cặp mùi xăng á, cái hương mùi xăng á, chứ còn nhang đốt trong nhà một đó, ông thấy ngay chỗ nhà ông đốt nó khói lên, nó một dần đen rồi đó. Nó độc lắm. Có ngờ thầy cũng kỹ cái mùi nhang á hả? Không, là lại thích cái mùi nhang, nhưng mà điều cái nhang là cái mùi sao nó dịu, nó dễ nghe kìa. Cõi mùi mà một là cái nhang Thái Lan á, trời đất ơi, nó xịt dầu thơm, không nghe dầu thơm chết luôn. Nghe cái mùi đó, cái mùi của nhang Thái Lan hay nhang Đài Loan rồi đó là từ chết tới chết. Nghe là nó khó chịu và nó nhảy mũi chết sống luôn. Chỉ cái người hợp với nó nghe được thôi, chứ còn không phải là mình không hợp. Nhưng mà cái mùi đó đại đa số là nó sử dụng quá chất, độc hại nhiều lắm. Nhang Đài Loan độc lắm á, nó nhang mà xanh xanh đã đỏ, cục xanh đã đỏ đó. Còn cái nhang mà không có khói thì sao thầy? Cái độc không? Cái nhang nó không có khói? Cái nào thì cũng có, nhưng mà tại vì nó pha chế cái hóa chất sao đặng cho mình đừng có thấy cái khói, chứ cái nào đốt không khói. Nhưng mà được có cái nó pha chế hay á, là nó làm nó sử dụng cái công thức làm sao á, giống như đèn cày đi, ông thấy không? Hồi xưa đèn cày đốt mà nó nhiễu, nó chảy tùm lum, bây giờ đèn cày đốt nó bốc, nó bay lên, nó bay, nó tán ra. Thì đó là cái văn minh, cái tiến bộ của con người nghiên cứu về cái công thức gì đó thôi chứ. Còn nếu mà đốt đèn cày với thầy, đốt cái đèn dầu, cái nào tốt hơn thầy? Đúng ra thì xưa giờ thì ông bà mình đốt đèn dầu, rồi đèn dầu tới đèn cày, hai cái nó thứ, rồi giờ cái đèn nào. Bây giờ dầu quá thì bây giờ nó đốt thì nó cháy nhà, rồi nó ngã, nó cháy, hoặc là nó ấy. Đèn cày thì cũng vậy thôi, thì thôi đốt một chút rồi tắt, đốt ban ngày, đằng này đốt ban ngày, sáng dậy là đốt liền đó. 4 giờ mấy đốt cho tới tụng kinh tối xong rồi tắt liền, lúc nào cũng nhớ làm hai nhiệm vụ đó trước. Thì sáng ra thầy lại mồi lại. Sáng ra mồi lại. Kệ, giống như là gọi là truyền đăng tục diệm như thế. Truyền đăng là nấu giữ cái đèn. Chứ ở quê là mình có thấy đốt luôn đèn dầu, đốt luôn mà. Quanh năm ngày tháng luôn. Đèn ống khói. Thì đúng là đèn ống khói. Bên Mỹ có không? Có. Mà dầu mua đâu, tôi đâu có mua dầu luôn. Có mua chai dầu to rồi chẳng á, 7-8 đồng bạc. Mà dầu, xài không biết bao nhiêu hết. Dầu quả hả? Không, cái dầu để đốt đèn ấy. Thầy thích cái đó thì con mua đó cho thầy. Hay thay với đèn cày, con nên con mới hỏi thầy đó. Đèn cày tốt hay đèn dầu tốt? Nó có cái mùi hơi thơm thơm chút. À đúng rồi. Nhưng mà mùi thơm nó cũng tùy mùi nữa, có nhiều mùi thơm nó cũng không gắt độc lắm. Đèn cày nó bỏ mùi thơm nữa có. Cái mùi thơm của Mỹ á, thì nó khác. Còn mùi thơm của Việt Nam đưa qua hoặc là Trung Quốc đưa qua thì cái mùi lại khác nữa. Đây mùi à, của Thái Lan chết dữ nữa. Mùi Đài Loan nó nhiều lắm. Nhưng mà nó hợp nhất là thôi mình ở Mỹ thì mình đốt cái mùi của Mỹ. Bởi vì Mỹ nó sản xuất dầu gì nó cũng đỡ, cái là nó cũng có nghiên cứu cái nếu mà độc hại quá thì nó không làm. Còn mấy anh kia đó thì anh bán miễn có lợi thì thôi, anh Mỹ cho nhập hàng thì cứ nhập, chứ còn nói chứ cũng chưa chắc gì kiểm tra kỹ. Thì bây giờ có những cái gì mình xài được của anh Mỹ thì mình xài, chứ không phải là nói vậy mình phủi công của các nước khác. Nhưng mà có những cái mà anh Mỹ sản xuất được thì mình cứ xài thôi. Thì ảnh dầu gì ảnh cũng cái sức khỏe con người ảnh luôn luôn quan trọng nhất, quan trọng nhất quan trọng, cho nên nó cũng đỡ.
ăn cũng vậy, chứ hỏi ăn đồ Mỹ không quá chắc ha, cũng quá chắc không đó chứ. Nhưng mà thì có cái nó nghiên cứu, nó từ quá chắc này nó đánh quá chắc kia. Thí dụ cái món mà họ đi mua ở chợ đó, món mà bằng nấm á, nấm mà cục nè. Tôi hỏi ông nấm làm gì mà nó làm ra trắng tươi như vậy, thì không quá chắc là còn gì. Nhưng mà được cái thì mình cũng tùy. Nó chấp nhận được, nó có hóa chất mà chấp nhận được, nó không hại người. Có hóa chất thầy, chứ nó ngâm tí, nó rửa qua, nó sạch cái gì, nó làm sao có chảy trắng cái gì. Nhưng mà nó làm sao cái nhiệt độ, nó không, cái nồng độ, nó gọi là nồng độ nó không có cao. Chứ còn Việt Nam mình thông suốt, cái gì cũng bỏ vô được hết. Trái cây mà đương xanh lè, chính là mà xịt vô cái rồi xong. Thôi giờ quyết định đơn cớ nó vậy nè. Hãy mà nếu á, giờ cho tới Tết Tây mà bà cụ này bà chưa về á, thì buộc lòng thà tốn cái máy sưởi cho nó xuống bếp, dầu gì nó cũng đỡ hơn, không biết bếp gì nó cũng kín rồi à, cho nó xuống dưới rồi mình cho nó cái máy sưởi gì đó đó, vậy thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ mà cứ để nó trong này, thật sự nó bắt đầu rồi nghe cái mùi đó, chứ nó đi ngồi ngoài thì thôi, mà đi vô hay là hơi có mùi hơi chưa. Nhưng mà nếu mà thầy tắm nó được thì thôi, đâu có sao đâu. Tắm nó với người ta đến tháng tắm nó có 1 lần à, mà thôi mình nửa tháng tắm 1 lần đi. Nhưng mà điều cái cũng đâu phải nó hôi là nó hôi, cái nghiệp súc sanh nó như vậy đó, nó ra mồ hôi nó ra rồi phải không ạ? Người đã tiết ra như vậy phải. Đã cái nghiệp nó như vậy rồi thì nó như vậy, đã nghiệp. Bởi vì con người, ông nói cái xương sống đi lên á, thì nó cái khí nó đi ra từ cái đầu, nó cũng đỡ một chút. Hoặc là cái người mà có tu mà gọi là luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần á, thì nó tẩy những cái trượt ra, nó ra từng lỗ chân lông cũng đỡ. Nó tẩy những cái trượt ra, nó tẩy mà nó tẩy ra nhiều cái, nó không phải ra tiết hôi. Còn con người mà nặng nghiệp á, gọi là ngũ si, tướng hiện, phước hết, nghiệp tới rồi kia nọ, nó hôi lắm. Ông để ý á, những khi ông làm ăn, ông suy nghĩ cái cuộc đời ông trải qua mấy mươi năm rồi đó, có nhiều lúc quá, thí dụ như ông mà phước ông nó tới, ông làm ăn nó thuận, ông phải để ý coi từng lỗ chân lông ông cho tới, ông kéo tay rồi ông vuốt rồi từng mí mắt từng, ông cũng không nghe cái mùi nữa, hoặc là nghe cái mùi dễ chịu nữa. Còn mà khi mà ông làm ăn mà thấy cái điều mà nó sắp sửa, nó xui xẻo, nó thất bại, nó không có thành công á, ông để ý coi rờ tới đâu nghe nó rít tới đó, mà cái mùi nó rất là khó chịu. Thế hả? Nó tiết ra từng cái, ông để mấy chục năm ông suy nghĩ coi. Còn nếu mà cái là công việc nào mà ông làm ăn mà nó thấy nó đưa tới cái kết quả mà như ý á, còn tự con người nó phơi phới rồi nó tiết từng cái khé mắt làn môi ra, từng cái hào quang, từng cái ánh sáng, từng cái niềm vui nó tỏ ra vậy đó. Có cái đó thì thầy nói trong vấn đề cái trong óc mình nó có cái bộ thần kinh á, nó có cái chỗ á là thầy an ủi, thầy yên vui, thầy lo sợ, nó khác nhau hết. Ngay thầy nấu thức ăn vậy, thầy nấu thức ăn mà thầy có cái ý niệm mà xấu vậy, bực bội cái gì là thầy cũng làm cái thức ăn nó cũng bị độc đó thầy. Đây là nói không, cái đó có đó là nói thì chẳng qua có thầy nó kiểm đã có thầy, đó là răng mấy bà nhà biết mà nói vậy nói thôi, chứ ai phóng ở trong ai nhả nó miếng trong đâu, nói quá cũng không được. Thế nào nói vừa vừa thôi. Cái đó là muốn nói răng mấy bà nhà biết rồi, ở chùa hả, nấu mà cúng dường cho người ta ăn thì nên đem cái tâm vui vẻ để cho nó có cái phước. Còn mà quạo quọ dằn mâm sáng kén thì không có đọc, nói thôi là khoa học đó. Nó nghe khoa học đâu phải khoa học, nó nói trúng hết đâu. Nhiều khi nó dựa hơi, nó cũng dựa hơi chứ trời. Bởi vậy cho nên mình tin khoa học nhiều cái cũng không trúng nữa. Nó dựa hơi, kiểu như nó dựa hơi bây giờ nó nói cái chuyện nhân luân hồi là có thiệt mà kia nó làm nó dựa hơi. Mấy cái thằng khoa học nó dựa hơi. Không, nó là cái kiểm chứng nhiều cái. Nó thì nhưng mà nó cũng dựa hơi. Thí dụ như thời nào nó cũng vậy, lúc nào nó cũng có kẻ hở hết trơn á. Nó cũng dựa hơi chứ thật sự ra, bởi vì nó kiểm chứng cái gì, nói nó cũng là con người, chẳng qua cái trình độ hiểu biết nó nghĩa là nó có ăn, nó có học,
nó có cái sự nghiên cứu, sự tư duy hơi bài vở rõ ràng thì để mà nó thẩm định cái việc đó như vậy. Nhưng mà có những cái việc tâm linh nó cũng dựa hơi thấy một nội đi, như mấy thằng UNESCO cũng vậy vậy, nó cũng tào lao bên tướng chứ nó có biết mẹ gì đâu. Ví dụ như hồi nó qua Việt Nam, hồi nó qua Việt Nam mới gặp mấy cái cha thầy chùa mà ngu dốt á, hỏi chứ đạo gốc Việt Nam là đạo gì, cái nói đạo mẫu á, cái rốt cuộc nó phê thành ra bây giờ nó là cái đạo mẫu, là cái đạo gốc của Việt Nam á, mấy thầy chùa ngu dốt hồi Bắc á, mà giờ nó là phó chủ tịch, nó là trưởng ban giáo dục, đồ chửa thẳng luôn ngu si vậy đó. Bởi vì nó qua thì nó ra ngoài tại thủ đô Hà Nội, mà mấy ông nội chính quyền thì gửi cho, bởi vì cái về tâm linh, về tôn giáo thì gửi cho mấy anh cha thầy chùa, mà gặp thầy chùa, mà thầy chùa nó có ăn học đàng hoàng thì nó nói được đi, gặp cha hành quyết đó. Tào lao cái mỏ nó thì nó nhọn rồi nè, đầu nó lúc nào nó đột cái mão, nó làm như hồi đó mẹ nó đẻ non, nó đâu gỡ mão xuống đâu. Rồi nó nói tào lao vậy, hỏi đạo gì, nó đạo mẫu, đạo gốc. Cái thằng UNESCO nó y như cái thời Pháp, ông nhớ không? Thời Pháp nó đi qua bên miền, nó qua nó cai trị dân mình. Cái rồi cái những nhà giàu, những nhà có tiền, mấy ông nhà chống gậy về, hỏi đất về tới đâu, cái nó chỉ đất tới chỗ con chó, chỗ con cò kia, cái nó quỳ tới đâu, cái làm giấy tới đó thì thành ra mấy cha hội đồng nó mới tham nhũng, nó mới giàu có mới vậy thôi. Chứ ra y vậy đó, thì thằng mấy thằng UNESCO, mấy nhà khoa học nói như vậy, tôi không phải là tôi chê họ, nhưng họ cũng có nhiều cái hay, nhưng mà đều có cái cũng nhiều cái cũng tào lao. Thành ra vô tình cái mấy cái người đó giờ đạo mẫu rồi được UNESCO công nhận. UNESCO công nhận mà trong khi mấy thầy chùa tào lao. Bởi nói ra nó đụng chạm. Bởi vì mà hết điện hỏi ai, hỏi mấy thầy chùa mà đi qua học tào lao để lấy cái cấp bằng địa vị. Nói sai hết trơn. Nói hỏi đạo gốc của Việt Nam là gì mà nói đạo mẫu. Rõ ràng, tôi nói rõ ràng, tôi không thêm bớt à. Đậu gốc Việt Nam là xưa nay là ông nhớ là cái đậu lương. Là lương, nó cũng là cái gốc là mang lương thiện thôi, chứ có nói đạo nào. Phật giáo thì truyền qua thế kỷ, thì bắt đầu thế kỷ thứ 1. Rồi Nho, Khổng Lão gì đó thì từ khi mà đô hộ giặc Tàu. Rồi dân, rồi bắt đầu nó đẩy, rồi kia nọ. Chứ có biết đạo mẫu nào đâu mà tự nhiên nó gốc của Việt Nam. Cái việc tín ngưỡng dân gian, cái việc lòng tin thì mình không có đụng tới. Ai muốn tin gì đó tin, tôi không đụng tới cái đạo tôn giáo khác. Nhưng mà ý nói mình ông thầy chùa thì phải nói cho nó rõ ràng. Tự nhiên vậy à, nói bởi cái thằng hành quyết á, thằng đó nữa tội lỗi dữ lắm. Tào lao binh tướng đó. Má nó đẻ non, cái đầu nó lúc nào nó cũng đổi mão, đi họp quốc hội cũng đổi mão, lúc nào cũng đổi mão, mà còn trẻ đâu phải già, ở như lạnh về thì mình không nói, trong cái Việt Nam nó nóng thấy bộ đội không ấy, lạnh về mà tôi đội gì tiếng hồi tôi phải gỡ xuống nè, mà lúc nào cũng đổi cái mão gì trên á. Như vậy mới chứng tỏ xem y đúng rồi đấy. Xem y áo mão thôi, thôi vậy thôi, để tóc mẹ cho nó ấm đi chứ đổi mão làm chi. Phật đâu biểu nhiều đạo đâu có cạo đầu đâu. Vậy, bây giờ Việt Nam còn nhiều cái nhố nhăn nữa thầy ơi, nhiều lắm. Thầy có tiền vô là nhố nhăn dữ lắm. Sáng mình nè, mình đốt lửa, mình đốt mấy cái cây, cái dây đó. Tôi nói ông nghe, tôi làm cái gì đó, thật sự nói thiệt lòng là tôi cần đều có nghiên cứu và tôi có hỏi lối sớm hết. Ví dụ tôi trồng nên tôi hỏi cho tụi bay chấp nhận tôi trồng không? Nó ok, nó nói là food, vegetable, là good. Là thứ nhất tốt, thứ hai nữa là nó nói là có không khí, mình nó phiên dịch cho mình nghe. Nó ok thì mình trồng, nó không cầm len. Hôm rồi mà tôi đốt đây nè, tôi mới hỏi 3-4 người thôi giờ. Tôi dịch trong tiếng Anh á, tôi điện thoại á, giờ tao muốn đốt lửa này mày chịu cho không? Nói ok, nhưng mà nó bắt buộc, nó nào khi nào mà vô muốn đốt á, là vô phải có cái, nó kéo cái vòi nước cho tôi. Nó biểu để cái vòi nước hở đó, dặn sẵn, hả chờ mà nó cháy lan là phải xịt liền. Và phải cách cái nhà bao nhiêu feet,
bữa nó đó là mình nó cháy chút xíu đó. Thành ra mình đó có mình cũng đều có kỹ lưỡng, mình đã hỏi rồi, không chẳng những hỏi trước này mà tôi hỏi luôn sao tôi nói à. Hôm rồi tôi nói nó tao đốt đây là đốt với cái cỏ cỏ khô nghe. Bởi vì lý do là gai gốc tao đốt chứ còn hốt nó bỏ vô thùng nó gai. Nó ok mà nó cũng chỉ mình vậy. Cho nên mình đốt á là mình lựa cái giờ mà người ta ngủ dậy hết rồi đó. Chứ không phải đốt là cái giờ người ta ngủ đốt rồi cháy tao chạy không kịp. Thật sự tôi làm gì, thứ nhất là cái đầu mình nó phải có cái chánh niệm. Thứ hai là nó có trí tuệ. Thứ ba là mình hỏi lối xóm rồi, nó ok rồi. Nó nói mỗi lần đốt yêu cầu phải có cái đồ xịt nước để sẵn đó. Thành ra trời lạnh mà tôi phải mở cái cửa, tôi phải kéo cái vòi xịt nước để sát một bên đó rồi. Mình đốt thì 5-6 người, vừa đốt vừa con chó nó chạy vòng vòng nó chơi đó, nó ấm á. Thì Phật tử không nói gì, người ta vui lắm, là giống như mình thấy con chó rồi ha. Mình giờ này mình đi đốt không nói gì, có ông thầy chùa nó vô nó comment, nó nói cảnh sát tới bây giờ đâu. Tôi mới nói tôi đây từ trên tới dưới 7 người comment mà có cho thầy chùa comment ác. Thật ra tôi mới nói, tôi mới suy nghĩ tới, ủa sao mà cái xã hội nó đào tạo cái đám thầy chùa một số nghe, chứ không phải tôi quên hết đám thầy chùa nghe, tôi không có đụng tới thầy tu, không đụng tới các bậc trưởng lão à nghe. Đào tạo thầy chùa đó toàn là nghĩ ác không à. Bởi vì chắc nó nghĩ ác thì đặng cho nó mới cầu nguyện cho người ta được. Ông nghĩ cái bao nhiêu người ta đều vô dễ giờ mình ở Mỹ mình làm mình đều biết luật mình mới làm. Nó comment cho mắc cười, tôi mới suy nghĩ nó bởi vì tại sao tôi dị ứng với mấy ông thầy chùa. Mình thầy chùa mà sao mình dị ứng với thầy chùa. Theo lẽ thầy chùa thì nói câu nhẹ nhàng là hỏi thầy ơi, thầy cẩn thận lửa thầy ơi, không biết sao tự nhiên có trời cảnh sát tới giờ à. Cũng một câu thôi mà cái ý nó là cái ý ác, ông thấy không? Hoặc là thôi họ nhắn cái tin riêng đi. Cho nên tôi mới thấy cái giới tu hành ngày nay mình nói quơ rượu cả nắm á, không nói hết, nói chỉ cái giới hạn nào thôi, chúng quơ rượu cả nắm là cái đầu đen tối hơn là trong sáng. Nếu đầu trong sáng lúc nào cũng mong cho mọi người tốt đẹp, cho phồn vinh, cho hạnh phúc, đằng này cứ mong cho bệnh tật, cho tai nạn, cho này kia, đặng ta có đặng nó có cơ hội nó cầu để nó ăn. Thầy nói thầy chùa ngày nay nó vậy đó. Anh không thấy tối ngày vô chùa toàn là thấy tai nạn không à? Từ bàn vong tới bàn phạt toàn là giấy cầu an cầu siêu không à? Đó rồi thầy chùa ngồi đó trong người ta chết, không chết cái đấy. Trời ơi từ hôm Tết tới giờ bèo quá, có mấy đám mà chết có mấy đám. Tao là thầy chùa giờ tao là trong cho bệnh dịch rồi chết chóc, trong khi mình á thì mình mong cho thiệt. Tôi nói cái miệng tôi nghe nó ác nhưng mà thật sự ông thấy không, ông thấy rõ ràng nè, tôi nói tôi đời tôi nghe, không phải tôi nói biết rồi nói gì có hết phước không á. Tôi mà sanh ở chỗ nào là cái vùng đó không có người chết nhiều hết chưa, thành ra tôi ở đâu mấy ông thầy chùa ghét lắm. Tôi ở vùng nào là ông thấy từ hồi tôi về dùng được tới giờ mấy năm ông thấy có mấy người chết không? Hồi tôi ở bên New Mexico á, 3 năm tròn thì 3 năm tròn là 4 năm dư chứ gì, 3 năm tròn là 4 năm 4 cái Tết mà ông nghĩ chết chưa được 5 người. Thì dĩ nhiên cũng có cái người ngoại quốc, người nước ngoài chết thì mình không biết, mà ý mình nói cộng đồng người Việt mình á. Đó, ông thấy từ ngày tôi về đây 2 năm trời ông thấy chưa, ông nhìn kỹ người Việt mình đâu mấy người chết đâu, cái số tôi nó vậy đó. Thành ra chùa nào mà mất phước lắm mới rước tôi ở, mà rước tôi ở là bổn đạo không có chết, lâu chết chứ khoai nó không chết. Thành ra mấy ông thầy chùa nó ghét lắm. Trời ơi, hồi ở Cali có gì đâu, mấy năm cũng không có bao nhiêu, không có, có 2-3 đám, 2 đám ở đâu qua chứ không phải đám Phật tử nữa. Tại tôi không có số xác Phật tử không, cái miệng á thì nói nghe nó dữ dằn chứ mà không có số xác Phật tử. Đó, còn á cái đám nào cũng thấy ngáp ngáp mà mời tôi đi mà chưa hết số là sống lại à.
Còn có thầy á mời đi tụng chưa chưa hết thời kinh nó chết queo à. Rồi, mới làm cái nghiệp thầy ơi, nói làm sao được. Khó nói. Đó là tôi sợ đám gì lắm. Mà thiệt mình sợ nó không có. Cho nên nó thiệt ông kẹt lắm á. Mấy đi đám thôi chứ tôi không có thích đi đám ma. Không có thích đi cúng cầu. À, nói chuyện đạo á. Nói mấy tiếng cũng được, nói mấy thời cũng được. Mà biểu đi đám là không ham. Nhưng mà lắm lúc là bắt buộc phải tùy duyên mà thầy ơi, phải từng từng mấy nó. Người ta đây mời... là chừng nào mà không có thầy chùa nào thì người ta đi. Mời mình đi nghe, mình nói làm sao. Chứ còn mà không có thích đi. Nhưng mà có điều đi thì nào cũng được tí cúng dường. Thôi, cái tiền bạc đó, đi ăn xương tỷ người ta đó. Ta chết rồi đi, mong rồi cúng ít cúng nhiều, ăn xương tỷ na tôi. Mà đó là sự thật là như vậy thầy, sự thật là như vậy. Ở Việt Nam vậy, ở Mỹ này cũng vậy thầy. Thứ nhất á, là đem kinh Phật đi rao bán, đem tượng Phật đi ra giữa cái nhà hoàng rao bán, chế diễu, giỡn cợt. Không giỡn cợt là gì, ra đó xong rồi cái... Phù thủy thử giả bác công đức thủy tự thiên trang tiên tẩy chúng sanh cấu trần thâm nhập tỳ lô qua tạng giới gì đó rồi nhúng cây nhúng rải nè. Không phải giỡn với tượng Phật hả? Rồi thôi không muốn nữa nè. Rồi ông ráng muốn cho hết đi. Tại sao vậy? Nó ngọt. Lỡ để đường nhiều ngọt quá. Còn ra uống hết rồi giờ. Cái thứ hai nữa đó là hỏi ông đem kinh đi bán. Bán thứ ba nữa đó ăn xương máu người ta mình cầu được không? Nghiệp lực của chúng sanh nó tạo bao nhiêu đời ra đó cầu nguyện Đức Di Đà Địa Tạng từ tôn tiếp để vong hồn Nguyễn Đan pháp danh gì đó pháp pháp mê đồ tảo đăng tịnh độ sao biết mê đồ, trong khi cả đời người ta đi tới người ta cúc cung tận tị, người ta mua bông mua trái, người ta cúng dường chết mẹ, người ta giờ ra rủa người ta tóc thoát mê đồ. Sao biết người ta mê đồ? Trong khi người ta thầy nghĩ đúng mà chúng sinh là cũng là mê đồ rồi thầy. Đúng đó. Chúng sinh là mê đồ rồi. Nếu mê đồ sao thành Phật? Thì hiện tại chưa thành Phật. Không có nói gì được. Mê đồ thôi thì nó đang mê đồ. Giỡn với Phật. Trời ơi, tôi đọc cái đó tôi mắc cỡ hết sức rồi kìa. Mà ngộ mà không đọc thì chúng anh không chịu. Tại mỗi lần mà tôi đọc tới cái đó cái tự nhiên tôi sững sờ, sững sùng, tôi mắc cỡ dễ sợ. Tôi khóc xót mê đồ. Thành ra tôi chỉ nhớ tôi đó tôi nguyện cho hương linh gì đó đó được thừa tứ Phật lực thấu triệt yếu chỉ kinh thoát khỏi cảnh tử sinh được về miền lạc cảnh. Còn không thì nguyện cho hương linh thừa tư Phật lực tóc xả ta bà. À tóc xả, để tóc lại tóc phát ạ. Tóc họ xả ta bà, siêu sanh Phật cảnh hay là lạc cảnh. Chứ không có tóc thoát mê đồ. Rồi nhanh hơn này cái nó mạnh mẽ rồi, rồi cầu an á, cầu an thì mới nguyện cho Phật tử... ví dụ như tên ông đi Nguyễn Đan gì đó đi rồi cái hiện tiền phước huệ song tu một hậu đắc Di Đà thọ ký chơi phải chê ông Thích Ca Mâu Ni không, ông Thích Ca Mâu Ni hồi ông sanh tiền ông đã thọ ký cho tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, thậm chí ông còn nói tất cả chúng sanh đã thành Phật rồi nữa, đã thành Phật rồi nhưng mà tại còn rớt đây thôi chứ còn hôm sau đã thành Phật, đang thành Phật, sẽ thành Phật. Mà bây giờ lại nói là hiện tiền phước huệ song tu một hậu đắc Di Đà thọ ký, nghĩa là gọi là phủ phàng ơn đức của Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni để chờ ông Di Đà nào đó lợi thọ ký không. Mà cái ông Di Đà gì mà nếu như trong kinh đó là thầy là bảo tạng Như Lai, bạn là bảo hải tức ngài Thích Ca, Thích Ca nguyện độ ta bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc bang, là Di Đà là bạn Thích Ca, phải không? Trong bài sám nó rõ ràng vậy. Mà bạn chơi chó chứ bạn gì kỳ vậy, bạn gì mà chờ người ta còn sống vậy không lại rước cái thế giới này, thế giới của Thích Ca mà, của ta bà giáo chủ Thích Ca không đi,
mà chờ tới chết rồi cái phóng ngọc hào quang nghi tiếp dẫn bạn này bạn chó chứ bạn gì. Trời ơi. Không, à, không mà tôi nói thiệt, cái lý tôi nói thiệt ông nghe đúng không? Nói vậy thầy ơi, tội chết. Đừng nói vậy, trời ơi. Bạn á là phải phải hết lòng lo cho lính của bạn. Ví dụ giờ ông có công ty, tôi có công ty. À là bà bạn với nhau thì hết đạo vào giờ mình hỗ tương nhau. Chơi chờ cái ngày công ty bạn mình nó sụp đổ lại giành lính với nó là bạn đó bạn chó chứ bạn gái. Thầy ơi, thầy ơi. Không mà đó là nó cái lý thật sự như vậy đó. Chúng sinh nó thích nghe như vậy, thầy chứ nói là cái lý đó là chết rồi là sao mà thấy được. Từ đây, cái câu mà các bạn một việc nó vô duyên à. Hiện tiền, phước huệ song tu, một hậu với Di Đà, thọ ký. Chơi vậy chơi kỳ cục. Không mà nói vậy chữa chết luôn nha. Chữa dữ lắm mà. Trời ơi. Không phải chữa, chữa dữ lắm mà. Mà tôi nói đúng gì đã bẻ là được bẻ đi. Tôi đâu có nói sai. Thật rõ ràng nó như vậy chứ không có kiểu mà mình đâu phải đi mình nói sai cái chân lý á, sai cái chánh giáo Như Lai á thì mình sợ không mình nói đâu nói. Người ta đã quen nói Di Đà thì phải gọi Di Đà, phải gọi Phật Di Đà là sau khi chết thôi. Còn Phật Thích Ca là giáo chủ bây giờ chỉ bởi á, bây giờ nó khổ nè. Hai cái nhóm. Cái nhóm Hoằng Pháp á thì nó muốn đánh nhóm ông Giác Nhàn, thấy không? Là ra rồi ông Giác Nhàn là cái nhóm của ông Tịnh Không, rồi nhóm Hoằng Pháp thì có thầy Trương Tính. Thì thật sự là hồi đó nó mở cái pháp niệm Phật là cái nhóm Hoằng Pháp nó mở trước. Thành ra bây giờ đó thì khi mà nhóm của ông Giác Nhàn mà ông qua ông lại ông Tịnh Không rồi đó thì ông về ông mới mở cái kiểu niệm Phật bốn chữ, ông mạnh hơn. Thành ra bây giờ mà hồi xưa Giác Nhàn á từng ở Hoằng Pháp, ở chỗ từ Hoằng Pháp ra, cho nên khi cha ra là cha cũng móc nối được số tín đồ rồi. Thì cha mở thì mà cha mở theo cái kiểu của Hoằng Pháp á thì lại nói là mày bắt chước tao, mày bỏ chùa tao mày đi mà mày bắt chước tao, cho nên cha này nó mới chơi bởi dân miền ngoài mà nó chạy qua Đài Loan á, nó mới hái Úc Châu thì nó mới lại ông Tịnh Không về, nó mới mở ra kiểu cũng chơi niệm Phật dẫn sanh mà niệm theo cái kiểu khác, kiểu Tịnh Không chứ không có chơi để cho không đó thừa là mày bắt chước tao. Thành ra thì hai nhóm nó mới chơi nhau. Thì bây giờ cái nhóm đầu thì nó chơi là nó là đó là sự thật, bây giờ đó là sự thật là tôi niệm Phật là ý họ nó là niệm Phật là niệm tâm niệm Phật chứ không phải niệm Phật cái kiểu mê tín vậy. Đá qua đá lại thôi thì rốt cuộc thì cũng là cái trò trẻ con thôi. Và cuối cùng á, nếu như mà suy cho cùng xét cho tận thì thật ra dụ vọng Di Đà này nó có từ thời qua Minh Tào thôi, nhưng mà cha ông Minh Thông á, ông Hòa Thượng Minh Thông á thì ổng lại chơi xỏ lá vô nữa thôi. Ông dạy lực thì ông lo ông dạy lực đi, ông chơi ông sọt vô, ông sọt gậy bánh xe vô để cha cũng muốn là cha là bá chủ, cho nên bởi vì thành hội Phật giáo Sài Gòn nó mới ghiềm xuống á, à, bị cha tới Hòa Thượng rồi thì thôi ngồi yên cái chỗ đó đi, ham cũng muốn cho mình nổi lên nữa à. Muốn giờ á là hồi xưa giờ là đa số là tu tịnh độ thôi, ai nói gì nói chứ thầy dốt thì tu tịnh độ à, mà ổng đâu ông dốt, nhưng mà ổng đâu ý ổng nói kiểu như ổng hiểu ý là chữ dốt của ổng này, cho nên nó cuối cùng mấy cha bây giờ á, mấy cha làm cho Phật tử nó điêu đứng hết, là tại vì mấy cha toàn là bởi cho nên cái bài học kỳ rồi đó là cha nào cũng muốn nói mình chân lý đó. Mà chân lý nó có một, mà cha nào cũng muốn thủ chân lý, thành ra là rốt cuộc rồi ly chấn hết chứ không phải chân lý nữa. Chi chấn. Thành ra nó khổ vậy đó. Mà mình nói nó không được. Cái xã hội bây giờ á, theo lẽ ông bà mình á, con hơn cha thì nhà nó có phúc. Mà trong đạo cũng nói á, tổ sư nó vui á, trò mà bằng thầy là thua thầy nửa lít, mà trò hơn thầy thì mới bằng thầy. Đó, thấy không? Nó nghe nói chuyện không cho nó ra đó, ông sùm đó, thấy chưa? Ông mở cửa nó ra không? Đó.
Cho nên khổ vậy đó, cha nào cũng nói mình là chân lý hết trơn, mà chân lý cuối cùng thấy đâu thấy Phật tử nó điêu đứng hết trơn à. Dạ đi coi. Dạ đi coi. Dạ đi. Ra không? Dạ. Dạ đi coi. Dạ đi, dạ đi. Ừ, dạ đi. Nó động ôm nó để thôi, nó chạy về nhà nó đó. Nó công được kiếm nó đâu cầm á. Đó, ông nó chạy về nhà cho ông coi. Nè, thôi để cho nó đi tiểu đi. Thành ra tôi nói mệt mỏi mà nói kiểu của tôi bây giờ thì càng nói thì toàn là gây hấn, nhưng mà thôi mình đã thức tự do mà mình có quyền tự do ngôn luận chứ đó, bởi vì cái đạo mình nó ngày nay nó tùm lum là cha nào cũng tự tỏ ta vẽ ta đây là hiểu biết hết trơn á đó. Đó hết rồi. Để tôi vô lấy hai cái lên thôi, ông đi làm đi. Dạ con xin thầy, cảm ơn thầy. Rồi tôi đi ra.